Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin quân sự quốc phòng chiều ngày hôm nay. Và sau đây là bản tin chi tiết. Báo Mỹ nghi ngờ sự tồn tại tiêm kích bí ẩn Hawk DP của Nga. Nga đã công bố phát triển một máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ mới. Chiếc tiêm kích bí ẩn Hawk DP, hay còn gọi là MiG-41, đã thu hút rất nhiều sự quan tâm cũng như nghi ngờ từ báo chí quốc tế. Việc phát triển máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 6 MiG-41 đang được thực hiện trong khuôn khổ chương trình Hawk DP của Bộ Quốc phòng Nga. Mục đích của dự án là tạo ra sản phẩm thay thế cho MiG-31 Foxhound, loại máy bay chiến đấu được Liên Xô sử dụng vào năm 1980 và sau đó nâng cấp thành MiG-31BM cũng như MiG-31K như ngày nay. Theo ý kiến của chuyên gia phân tích Peter Sergio từ tạp chí của Mỹ, tại thời điểm này, MiG-41 là một chiếc máy bay chiến đấu cực kỳ bí ẩn, thậm chí còn có nhiều nhận xét cho rằng đây chỉ là giấc mơ của người Nga. Kể từ khi công bố vào năm 2018, một số chi tiết về máy bay đã xuất hiện, bao gồm việc nó sẽ được trang bị động cơ phản lực công suất lớn, ứng dụng công nghệ tàng hình và có khả năng tăng tốc lên đến Mach 4 đến 4,3. Thậm chí, theo một số thông tin, tốc độ của Park Dea sẽ đạt Mach 5, tức là nhanh hơn mọi tên lửa không đối không hiện tại và trần bay lên tới 30 km. MiG-41 còn có thể mang tên lửa chống vệ tinh và hoạt động trong không gian gần, nhà báo của Mỹ cho biết. Tuy nhiên, theo ông Peter Sergio, cho rằng tính năng của chiếc máy bay chiến đấu mới có phần bị phóng đại và cũng có khả năng tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 6 đủ sức thay thế MiG-31 trong không quân Nga vào cuối thập kỷ này. Liên bang Nga hiện đang tập trung vào việc sản xuất hàng loạt một máy bay chiến đấu tàng hình khác là Su-57 Phaelon, nhưng tiến độ đang tỏ ra cực kỳ chậm chạp. Họ còn bị phân tâm bởi tiêm kích hạng nhẹ thế hệ thứ 5, Su-75 Checkmate. Trong bối cảnh đó, giới chuyên gia quân sự tỏ ra rất nghi ngờ về các báo cáo cho rằng ngành công nghiệp quốc phòng Nga sẽ hoàn thành việc phát triển và bắt đầu sản xuất hàng loạt loại máy bay mới chỉ trong vòng vài năm nữa. Chuyên gia Peter Sergio cho biết, MiG-41 là máy bay chiến đấu tàng hình bí ẩn của Nga, thậm chí bí ẩn đến mức nhiều người tin rằng nó không tồn tại. Bất chấp điều đó, các đại diện của công ty MiG đã ám chỉ vào năm 2018 rằng MiG-41 không phải là một dự án thần thoại. Quá trình phát triển tiêm kích thế hệ mới đang diễn ra và nó sẽ được giới thiệu đến công chúng. Mặc dù vậy, chuyên gia quân sự của nguồn tin lại tin rằng đã đến lúc các nhà phát triển của Nga chia sẻ thông tin mới về chương trình Park DP thì mới có thể xóa tan nghi ngờ tồn tại bấy lâu. Nga thậm chí còn có động lực hơn khi gần đây những hình ảnh về chiếc tiêm kích thế hệ thứ 6 của Mỹ đã được công bố. Nó đã được bước vào giai đoạn thử nghiệm, trong khi một mô hình hay ảnh đồ họa của MiG-41 cũng chưa có. Trong những cuộc triển lãm hàng không quốc tế gần đây, nhà sản xuất MiG của Nga thậm chí đã quên luôn Park DP khi chỉ trưng bày các mô hình cũ. Bởi vậy, nghi ngờ của truyền thông quốc tế ngày càng lớn hơn. Và cuối cùng như thường lệ, nếu quý vị và các bạn thấy hay, hãy like và comment cũng như đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!